Cái bé bệnh đau đấy là em phát hiện lúc bao nhiêu tuần? 31 tuần. Thế em có thấy hối hận khi em không làm xét nghiệm gì không? Đấy là một cái bài để mà cho tất cả mọi người mang thai đều phải cảnh tỉnh rằng là mình phải phát hiện ra sớm. Tại vì ai cũng suy nghĩ là ô con em có bị sao đâu, em bình thường, chồng em bình thường, gia đình họ hàng dòng họ nhà em bình thường hết, cho nên việc gì phải xét nghiệm. Rất nhiều người đều có tâm lý như thế. Thế cho nên là bỏ một đứa bé 32 tuần nó rất là xót xa. Thứ nhất nó đạp rồi, lớn rồi, em cảm nhận nó đạp rồi, em bé sinh ra nó còn sống cơ mà. Mà mình phải chấm rất là tội đúng không? Thế nếu mà mình phát hiện lúc 9-10 tuần thì sao? Nó mới bé tí à? Bé bé tí à? Thế uống thuốc cái này nó ra, bé bị đau. Thì có nghĩa là mình càng đi học hiện đại tiến bộ, mục đích không phải phát hiện bệnh đau để đi chữa bệnh đau. Bệnh đau sao chữa được không? Nhưng mà mình lỡ luôn, lỡ con mình bị thì mình chấm dứt lúc nó nhỏ thì cái tâm lý mình nó sẽ tốt hơn. Thì cũng có nhiều người như em, hôm trước có bạn ấy, anh không xét nghiệm đâu, trời ơi, vừa đi lên siêu âm một cái lúc 15 tuần. Nhưng mà cũng may bạn ấy phát hiện ra sớm nữa, 15 tuần là còn sớm đấy, nhưng mà không xét nghiệm. Thế hỏi vì sao không xét nghiệm lúc 10 tuần, 9 tuần. Thế bảo là nhà em có ai bị gì đâu phải xét nghiệm, em đẻ ba đứa con trước rồi có bị sao đâu. Đấy. Thế là cuối cùng đứa thứ tư lại bị. Không phải là di truyền, bố mẹ mình bị hay là mình bị thì con mình mới bị đau. Rất nhiều người cứ hiểu lầm như thế. Ủa nếu mình bị thì sao mình sống được bây giờ, mình để con sinh con rể cái ra được. Do cái quá trình mà cái em bé đấy nó hình thành giữa trứng với tinh trùng gặp nhau, sao mà bị lỗi. Lỗi thì có thể là tác động bởi virus, vi khuẩn, hóa chất hoặc bất cứ một cái tác nhân nào. Nó làm cho em bé bình thường nha, nó nhận một nhiễm sắc thể 21 của mẹ, một nhiễm sắc thể 21 của bố, là nó có một cặp. Nhưng mà chả biết bố mẹ thương kiểu gì cho thêm hai cái. Thế là bố cho hai cái hoặc mẹ cho hai cái, kết hợp với người kia cho một cái, nó ra ba nhiễm sắc thể 21. Thế là nó biểu hiện bệnh đau thôi. Đấy. Thế cho nên là cái câu chuyện của em, đảm bảo em bây giờ mà có bầu 9-10 tuần em xin bác sĩ đi xét nghiệm sớm luôn. Đấy đúng không? Có nhiều người giống em, không phải em đâu. Đấy, thì bạn này là 32 tuần phát hiện ra con bị bệnh đau, nó hơi trễ. Thì trên siêu âm ấy, nó có những cái biểu hiện, nhưng mà nó trễ, thai lớn rồi phát hiện ra. Thế thì phải chọc ối thì mới khẳng định chắc chắn được. Và khi chọc ối thì đó là xác định chẩn đoán luôn, chắc chắn luôn. Tại vì lấy từ tế bào em bé tiết ra mà. Đấy. Thì có nhiều người bảo ôi chọc ối có đảm bảo không, lỡ bỏ nhầm thì sao ấy. Kiểu có nhiều người đấy. Thì nói luôn, khi mà người ta quyết định bỏ một em bé là phải cân nhắc rất là nhiều. Bác sĩ cũng như các tiến bộ về y học, người ta phải cân nhắc rất là nhiều để mà chấm dứt một em bé như vậy. Đấy. Thế thì bây giờ chị sẽ kiểm tra cho em vấn đề là tại sao lại để 10 tháng rồi đúng không? Chưa có bầu lại đúng không? Tại sao lại mất kinh? Thế thì em là sinh năm 87, là cũng khá lớn tuổi so với bình thường rồi đấy, so với độ tuổi sinh con đấy. 87 là bây giờ phải hơn 36 đấy. Thì trên 35 là trứng nó bắt đầu suy giảm rồi, nó không giống cô 28-30 nữa. Cái lúc trước đấy, 4 năm trước em có bầu dễ. Nhưng mà bây giờ trên 35 tuổi nó lại không dễ như cái hồi đấy nữa đâu. Thế cho nên bây giờ chị sẽ kiểm tra thứ nhất đấy, hôm nay khám. Rồi tầm soát ung thư cổ tử cung cho em đấy. Rồi một cái nữa là xét nghiệm cái dự trữ buồng trứng cho em xem nhiều ít. Nếu mà còn nhiều ok, có thể để con tự nhiên được. Rồi có thể khó hơn nữa thì bơm tinh trùng. Nhưng mà nếu mà dự trữ buồng trứng của em mà quá tệ đi, thấp quá rồi, thế thì mình phải can thiệp luôn thụ tinh ống nghiệm. Tại vì tuổi em lớn hơn, nếu mà để đến hơn 40 tuổi nhiều khi ấy, thụ tinh ống nghiệm lại còn phải xin trứng nữa cơ, không phải trứng của mình đấy. Cho nên là mình cần phải làm ha. Bây giờ chị siêu âm cho em nhé, để xem là cái buồng trứng của em thế nào, cái tử cung của em làm sao nhé. Co chân lên giùm bác ạ. Không cần kéo váy đâu, kéo váy xuống. Co chân lên này. Chị siêu âm đầu gió âm đạo thì mình sẽ thấy được cái tử cung buồng trứng rõ nhất nhá. Đợt trước là bác sĩ có tư vấn cho em làm xét nghiệm không? Có mà không làm, do mình thả lỏng người đấy chị nhá. Đúng rồi, mình hôm trước có một bạn 32 tuần, chị cũng phát hiện ra em bị đa dị tật đấy, nhiều thứ lắm. Cái ca đấy chắc khỏi chọc ối rồi, bỏ luôn. 32 tuần đến đây xong nó đa dị tật luôn. Của em nội mạc dày ấy, sắp có bầu sắp có kinh. Thế thì bây giờ cho quá trình có thể nhá, liên quan đến stress của cái đứa bệnh đau đấy, rối loạn kinh nguyệt sau khi mình bỏ thai đấy, người ta gọi là có những người rối loạn kinh nguyệt sau sinh ấy. Đấy, thành ra là kinh nguyệt nó sẽ không đều lại.
Thế thì bây giờ theo chị cái nội mạc này nó cũng sắp có kinh rồi, chị không cần cho thuốc đâu. Yeah. Sắp có thì chị chả biết là 1 tuần, 2 tuần đâu, nhưng mà nó cũng nội mạc nó cũng dày rồi. Tại vì em cũng đã uống thuốc ở nhà chị. Uống gì? Ý là... uống để cho ra kinh hả? Dạ, yeah. Ý là uống cho nội tiết tố. Nội tiết tố là tự mua hay là người bác sĩ kê toa? Không phải. Tại em nói em có kinh nhà. Với thuốc họ sẽ không biết được cái cơ chế tại sao em bị không có kinh. Buồng trứng của em đa nang này. Đa nang nghĩa là rất nhiều trứng. Em nhìn màn hình mà xem. Trứng nó giống như là tổ ong ấy, thấy không? Thì sao? Thì cái trứng nó nhiều như này. Thì sao? Cái nội tiết để cho một quả trứng lớn lên một tháng ấy, nó không đủ. Thành ra nhiều khi 2-3 tháng nó mới đủ lần thì nó mới bắt đầu là nó rụng trứng được. Đấy. Thì cái chuyện quấy thuốc họ không biết. Bởi vì phải khám, phải siêu âm như thế này mới biết được lý do tại sao em chậm kinh. Em quấy thuốc, em bảo ra em chậm kinh thì người ta cho thuốc. Nhiều khi không đúng với bệnh lý đấy. Bệnh nào ra trễ kinh cũng cho thuốc đấy, hiểu không? Cái vấn đề mấu chốt của em á là buồng trứng đa nang. Buồng trứng đa nang này mà em có bầu được thì đấy là may mắn của em. Bởi vì á, buồng trứng đa nang không phải bệnh. Đây là một cái hội chứng mà cơ địa của em thôi. Đây này, em có thấy li ti đen đen này không? Đấy, trên một mặt cắt thì 12 nang trở lên gọi là buồng trứng đa nang. Mà buồng trứng đa nang á thì em hình dung là nhà giống nhà đông con ấy. Cái nhà có 2-3 đứa con, 3-4 đứa con thì cái nồi cơm nó đủ no. Nhưng mà đông con quá thì nhiều khi không, một nồi cơm không đủ nó bị đói. Thế thì phải ăn tiếp bao giờ nó no. Thì khi đủ nội tiết thì một quả trứng nó lớn lên thì nó mới rụng được. Tại vì lúc mà em thả thằng cu đầu em thả nó có những thằng cu đầu. Xong rồi thằng cu đầu của em ra em mổ được 6 tháng mà em thả nó. Em kia tới 6 tháng là hai người chồng quan hệ với nhau là không sai gì luôn. Là em mình là tại vì em thấy em khó. Như em thả tới 21 tháng là thành 27 tháng là em mới có bé 6 đó. Thế thả khi nào mà trứng nó rụng đúng cái lúc đấy gặp tinh trùng thì nó mới có bầu, còn như 5 tháng rồi đâu có cái gì đâu. Rồi bây giờ có hai cái nhu cầu, một là để tự nhiên giống như lần trước 27 tháng 28 tháng vân vân, nhiều khi 2-3 năm thì có thể vẫn có bầu bình thường, bởi vì có trứng tinh trùng bình thường thì có vẫn có bầu nhưng nó chậm thôi. Hai là bây giờ em lớn tuổi quá rồi, can thiệp để có bầu sớm. Can thiệp nhẹ nhất đó là mình sẽ uống thuốc để kích thích buồng trứng, để cho bạn nội tiết trong cơ thể không đủ. Thế mình phải cho ở ngoài vào. Ở ngoài vào thì nhẹ nhất đó là được uống, nghĩa là mình uống nội tiết đấy, chứ không phải uống thuốc ở ngoài cái thuốc đâu nha. Uống thuốc này là uống thuốc nội tiết. Thì trứng nó lớn lên thì nó quan hệ tự nhiên thì nó sẽ có màu hơn. Nặng hơn nữa, có nghĩa là cao cấp hơn chút nữa. Đó là mình sẽ tiêm thuốc, sau đấy thì bơm tinh trùng vào buồng tử cung. Cao cấp nhất đó là thụ tinh trong ống nghiệm. Nghĩa là mình đưa nội tiết vào làm cho những cái trứng này nó to ra, nhiều ra. Mình lấy những trứng này ra ngoài. Sau đấy thì mình bơm tinh trùng vào quả trứng đấy, tạo ra những phôi, tạo những em bé. Sau thì chuẩn bị nội mạc, sau đấy chuyển cái phôi đấy vào trong lòng tử cung trên mang thai. Đấy là những cái có thể chị tư vấn được cho em nhá. Còn bây giờ chị siêu âm thì chị thấy nội mạc dày. Nếu mà muốn có kinh mà chủ đích ấy, thì chị sẽ cho thuốc 10 viên thuốc là sẽ ra kinh. Còn nếu mà cứ chờ thì chị sẽ biết là sẽ ra kinh nhưng không biết lúc nào thôi. Đấy, thì chị đã tư vấn cái con đường đi để có con cho em rồi nhá, rồi sẽ bàn bạc rồi sẽ quyết định nha.